còn gọi là Charu Karu, với dân số hơn 23.000 người, theo số liệu điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2019. Tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Malayo-Polynesia, ngữ hệ Nam đảo, gần với tiếng Chăm. Có một bộ phận người Charu sống gần với người Cờ Ho, nên tiếng nói Cờ Ho thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khmer. Charu sống rải rác tại 4 thôn trên địa bàn xã, chủ yếu tập trung tại 2 thôn Tà In, Bờ Leng. Người Charu ở nhà sàn làm bằng gỗ, bươm, mai, lợp bằng mái. Họ cư trú theo đơn vị làng, lay, và những gia đình thân thuộc thường xây cất nhà cửa ở gần nhau. Ngày hội, hình ảnh các cô gái Charu nổi bật giữa cao nguyên với chiếc khăn màu trắng cuốn từ trước ngực ra sau lưng, vòng qua vai tạo thành chiếc áo với những đường chỉ màu óng ánh rủ xuống hai ống tay. Dải hoa văn được dệt bằng dọc mép khăn làm cho chiếc áo nổi bật trên chiếc váy màu đen. Trang phục ngày thường của phụ nữ Charu thường mặc áo sơ mi khoác bên ngoài một tấm choàng màu trắng được mặc trong các dịp lễ. Tấm choàng màu đen sử dụng hàng ngày, váy có màu xanh đen. Trang phục nam giới Charu đơn giản hơn, người nam thường choàng tấm khăn chéo qua người hoặc mặc áo dài màu đen, váy trắng, đầu cuốn khăn trắng. Trang phục này chỉ mặc vào các dịp cưới xin, lễ hội hay đám ma. Ngày thường người đàn ông Charu mặc đơn giản hơn, quần trắng, áo dài trắng. Charu trên địa bàn xã Tà In sống chủ yếu bằng nông nghiệp, chiếm 85%. Hình ảnh người phụ nữ gắn liền với chiếc gùi nan cõng trên lưng, người đàn ông mang theo xà gạt vẫn là phương tiện vận chuyển được sử dụng thường xuyên. Gắn liền với trang phục người Charu, hình ảnh người phụ nữ đeo chiếc hạt cườm gọi là ơ nhũ, đặc biệt là chiếc nhẫn bạc gọi là sri, gắn liền với người dân tộc Charu. Charu có vốn ca dao tổ ngữ đất thành phố. Họ lưu giữ nhiều loại nhạc tấu nhạc cụ như trống, kèn, đàn na. Trong ngày vui, họ thường tấu nhạc điệu múa xoan aria, một vũ điệu mang tính cộng đồng chúng ta cùng những trang phục của người dân tộc Charu. Phần thi giới thiệu trang phục dân tộc người Charu đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào.